Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Cụ sắp ra đi. Ngày 12 tháng 1, báo Tiếng Dân đăng bài Ông Nguyễn Phú Trọng đang hôn mê của tác giả Lê Văn Đoành. Tác giả cho biết tin chấn động trong triều đình Cộng sản. Nguyễn Phú Trọng đã rơi vào hôn mê, gây xôn xao dư luận. Thông tin cho hay, ngày 26 tháng 12 năm 2023, sau khi dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 8, ông Nguyễn Phú Trọng đã có vấn đề đột ngột về sức khỏe, phải vào viện 108. Diễn biến bệnh tình mỗi ngày một xấu đi. Tại đây, ông Trọng được chẩn đoán bị nhồi máu não và được đưa vào khoa hồi sức cấp cứu ICU. Hình ảnh bài trên báo Tiếng Dân. Theo tác giả, suốt một tuần qua, người ta thấy rất đông lực lượng quân đội và công an phong tỏa các lối ra vào của viện 108. Tin nội bộ bị rò rỉ, ông Trọng bị tai biến lần 2, xuất huyết não, bán cầu phải. Khu A2 tầng 11, nơi ông Trọng nằm, tất cả các lối đi đều bị phong tỏa. Cầu thang số 6 dẫn lên các lầu, được quân đội kiểm soát, chỉ dành cho người có thẻ mới được vào. Tác giả nhắc lại lần đột quỵ đầu tiên của ông Trọng tại Kiên Giang vào ngày 14 tháng 4 năm 2019. May mắn lần đó ông chỉ bị xuất huyết nhẹ, bị liệt nửa người bên trái, một tháng sau thì hồi phục. Tuy nhiên, may mắn không đến với ông lần này. Hiện tại, luồng thông tin hiếm hoi từ viện 108 bắn ra cho biết bệnh tình của ông Trọng bất ngờ chuyển biến khá nặng, tỉnh rồi mê, mê rồi tỉnh, rồi lại rơi vào hôn mê sâu, tiên lượng vô cùng xấu. Tác giả cho hay, trong một diễn biến khác, ngày 9 tháng 1 năm 2024, Bộ Tư lệnh Quân khu Thủ đô Hà Nội tổ chức khai mạc tập huấn công tác quân sự quốc phòng năm 2023. Không biết quân đội đang toan tính điều gì? Cái bắt tay đáng e ngại giữa Tô Lâm và Thứ trưởng Công an Trung Quốc Trần Tư Nguyên khi ông này đột ngột sang thăm Việt Nam vào ngày 10 tháng 1. Có lẽ người anh em phương Bắc biết nhiều hơn xứ Đông Lào. Tác giả đề cập đến chuyến thăm của ông Trần Tư Nguyên, Thứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc vào sáng ngày 10 tháng 1, được Bộ trưởng Tô Lâm hội kiến. Chiều cùng ngày, Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Trung Quốc phối hợp tổ chức Hội nghị đối thoại cấp Thứ trưởng về an ninh chính trị lần thứ nhất. Kết thúc hội nghị, hai bên đã ký bản ghi nhớ hợp tác về an ninh chính trị giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Trung Quốc. Nhiều câu hỏi đặt ra, hợp tác về cái gì? Sao lại là lần thứ nhất ngay lúc này? Tác giả đặt vấn đề, nếu ông Trọng ra đi đột ngột, ai sẽ thay ông nắm vị trí đầu đảng? Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội, một cái tên được đích thân ông Nguyễn Phú Trọng giới thiệu quy hoạch chức danh Tổng Bí Thư. Tuy nhiên, cuộc đua ngấm ngầm vào vị trí Tổng Bí Thư còn có các nhân vật khác đầy tham vọng, Phạm Minh Chính, Võ Văn Thưởng và Tô Lâm. Tác giả nhận xét, trong tứ trụ hiện nay, ông nào cũng có tì vết. Vương Đình Huệ được cho là say mê ca hát và gái gú, thiếu chuẩn mực của một chính trị gia hàng đầu. Phạm Minh Chính thì bị seri đòn bởi các vụ án xảy ra ở Quảng Ninh và nhất là bê bối dính líu với bà trùm AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Hình ảnh Võ Văn Thưởng và các nguyên lão miền Nam. Võ Văn Thưởng tương đối sạch sẽ hơn, nhưng điểm yếu là còn non trẻ, chưa đủ lão luyện để cầm đầu đảng và không phải là người Bắc có lý luận. Ông Thưởng có xuất thân không thuộc con ông cháu cha như đồn đoán. Tác giả cho biết thêm, ngày 19 tháng 8 năm 2023, trong lễ kỷ niệm 135 năm ngày sinh cố Chủ tịch Tôn Đức Thắng, người ta thấy các nguyên lão phía Nam tụ tập gồm Nguyễn Minh Triết, Trương Tấn Sang, Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Xuân Phúc, như ngấm ngầm liên minh ủng hộ Võ Văn Thưởng lên Tổng Bí Thư Đại hội 14. Đặc biệt, lần đầu tiên, hai ông Tư Sang và bà Dũng kề vai sát cánh bên nhau, thân mật trong một khung hình. Tác giả kết luận rất nhiều kịch bản trên lý thuyết, còn thực tế thì Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 sẽ triệu tập phiên họp bất thường đặc biệt để chọn người nắm vai trò Tổng Bí Thư. Tin cuối ngày 11 tháng 1 năm 2024, ông Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, đang vận động để tranh vị trí Tổng Bí Thư nếu ông Nguyễn Phú Trọng trút hơi thở cuối cùng. Lê Dân vẫn đang theo dõi sát sao diễn biến nơi cung đình. Điều mà dân chúng chờ đợi là khi nào Đảng Cộng sản Việt Nam chịu giải tán và nhà nước độc tài toàn trị chính thức cáo chung, cũng như có hay không sự động binh can thiệp từ ngoại bang qua cái gọi là bảo vệ thành quả của chủ nghĩa xã hội hay không. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm D với bản tin Cụ sắp ra đi. Tô Lâm mời Trung Quốc vào Việt Nam để bảo vệ đảng. Ngày 10 tháng 1, AFA Tiếng Việt loan tin, Bộ trưởng Tô Lâm,
muốn Trung Quốc giúp đỡ duy trì vị trí cầm quyền tuyệt đối của Đảng Cộng sản chế độ xã hội chủ nghĩa. Theo đó, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm hôm 10 tháng 1 đã đề nghị với lãnh đạo Bộ Công an Trung Quốc giúp đỡ về lý luận và thực tiễn trong việc duy trì vai trò lãnh đạo tuyệt đối của Đảng Cộng sản và chế độ xã hội chủ nghĩa. AFA dẫn báo Công an Nhân dân, cơ quan ngôn luận của Bộ Công an Việt Nam, cho biết đề nghị này được đưa ra nhân cuộc gặp giữa Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm và Thứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc, ông Trần Tư Nguyên. Hình ảnh bản tin trên AFA. Ông Trần Tư Nguyên sang Việt Nam lần này nhằm hội nghị đối thoại cấp Thứ trưởng về an ninh chính trị lần thứ nhất giữa Bộ Công an hai nước Việt Nam-Trung Quốc. AFA dẫn lời Bộ trưởng Tô Lâm đánh giá về hội nghị này. Điều này thể hiện quan hệ hai đảng, hai nước Việt Nam-Trung Quốc đang trên đà phát triển tích cực, hiệu quả, thực chất, đúng như tinh thần tuyên bố chung hai nước đã đề cập, hợp tác quốc phòng an ninh thực chất hơn, trở thành một trong những trụ cột của quan hệ Việt Nam-Trung Quốc, có vai trò quan trọng trong việc củng cố tin cậy, chiến lược giữa hai đảng, hai nước. Hình ảnh Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam Tô Lâm bên phải và Thứ trưởng Công an Trung Quốc Trần Tư Nguyên. Theo báo Công an Nhân dân, được BBC tường thuật lại, tại cuộc gặp, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị hai bên tăng cường trao đổi các vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến chủ nghĩa xã hội, đảng cầm quyền, cơ chế đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, chống tham nhũng, bảo vệ tuyệt đối vị trí cầm quyền của Đảng Cộng sản và chế độ xã hội chủ nghĩa. Như vậy, với hội nghị đối thoại cấp Thứ trưởng về an ninh chính trị lần thứ nhất giữa Việt Nam và Trung Quốc, với đề nghị của ông Tô Lâm đối với Trung Quốc, có thể thấy đây không chỉ là những phát biểu mang tính ngoại giao đơn thuần. Rõ ràng, ông Tô Lâm đang mời Trung Quốc vào Việt Nam để giúp Đảng Cộng sản Việt Nam bảo vệ đảng, bảo vệ chế độ, bởi ngoài giúp về lý luận như bao lâu nay, thì nay ông Tô Lâm còn nhờ Trung Quốc giúp về thực tiễn. Từ đó có thể thấy những hy vọng được nhen nhóm lên về việc Việt Nam sẽ ngã về Mỹ để kiềm hãm Trung Quốc trong những vấn đề an ninh quốc gia, biển đảo, biên giới khi Việt Nam nâng cấp quan hệ ngoại giao với Mỹ chỉ là ảo tưởng. Việt Nam không muốn và không thể thoát khỏi vòng kim cô của Trung Quốc. Và điều này đồng nghĩa với việc Việt Nam tiếp tục bỏ mặc cho Trung Quốc hoành hành ngoài Biển Đông, tiếp tục im lặng về vấn đề Hoàng Sa. Dù năm nay đã là đúng 50 năm kể từ ngày Trung Quốc cưỡng chiếm quần đảo này, hành động của Tô Lâm có thể nói là cổng rắn vào nhà. Hình ảnh sơ đồ tác chiến của quân đội Việt Nam Cộng Hòa trong Hải chiến Hoàng Sa năm 1974. Ngoài ra, AFA cũng cho hay hai bên cam kết thúc đẩy mạnh hợp tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm xuyên quốc gia, bao gồm ma túy, buôn bán người, lừa đảo qua mạng, truy bắt đối tượng truy nã và tội phạm tổ chức người xuất nhập cảnh trái phép. Theo AFA, Việt Nam và Trung Quốc có chung đường biên giới dài ở phía Bắc và thường xuyên có tình trạng người nhập cư trái phép giữa hai nước. Thời gian qua, các cơ quan chức năng Việt Nam đã bắt giữ nhiều trường hợp người Trung Quốc nhập cư trái phép vào Việt Nam và vi phạm pháp luật Việt Nam. Ngoài ra, cũng có nhiều trường hợp người Việt Nam bị lừa bán qua Trung Quốc. AFA cho biết thêm, Việt Nam cũng là nước từng bị Liên Hiệp Quốc chỉ trích hồi năm 2022 khi bắt giữ nhà hoạt động Trung Quốc Đồng Quảng Bình và giữ kín thông tin này. Gia đình nhà hoạt động này lo lắng Hà Nội có thể trả ông về lại Trung Quốc. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin Tô Lâm mời Trung Quốc vào Việt Nam để bảo vệ đảng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết, cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời báo.d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ Thời báo.d